Chào tất cả mọi người đến với kênh Hoa Rừng Tây Bắc của mình nha. Hôm nay thì mình quay cái vườn rau quả và các loài động vật nuôi trong cái khu vườn của ông Dưỡng của mình nha. Và các bạn xem tham khảo và cách trồng trọt như thế nào mọi người nhé. Vườn rau này thì ở mình thì ở Nghệ An, mùa mưa và mùa nắng, mùa đông rất lạnh, rất là khó khắc nghiệt, thời tiết rất là khắc nghiệt nên trồng rau hoa quả rất là khó khăn mọi người nhé. Mình đây là một cái mô hình trồng rất là hiệu quả, thì nhiều nhà rất là không trồng được với vùng đất quê, vùng đất Nghệ An của mình nhé. Đấy, đây là một cái vườn như ông Dưỡng của mình giới thiệu thì đây là một cái mướp leo gì đấy, thấy không? Và đây là một cái giống mới và ở đây thì chưa thấy ai có trồng mọi người nhé. Giống này thì nghe nói nhập từ Đài Loan về. Đấy mọi người, đây là cái mướp này, cái giống của nó đây. Điện thoại mình quay sao nó nhòa đấy. Ok, để mình tính độ sáng quá. Sao thế nhỉ? Đấy, thì quả nó ra có cành 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 như thế này mọi người nhé. Điện thoại sao qua nó cứ được rõ sao ta. Đấy, rất là lạ với cái giống mướp của mình mọi người. Ăn thì nó có ngon không thì mình cũng chưa tìm hiểu. Thì mới bắt đầu nó ra những trái như thế này đấy, mọi người. Nó như hình lục giác đấy. Dài. Đầu này có một cái quả nó thật dài rồi. Quay. Đây nhá, đây là một quả trưởng thành hả? Rất dài, rất đẹp. Nhìn giống như con dây ngựa. Hay hay. Thấy không? Loại này mướp phải không? Mướp rộng gì đây? Được cho biết là mướp rắn nhá. Nhập từ Đài Loan về. Giống mới. Và phát triển rất là tốt ở Nghệ An, Việt Nam. Ai cần thông tin cái loại này thì để lại bình luận dưới thì mình sẽ chỉ cho. Đây thì vườn rau cải này, rau cải ngọt, cải Hà Nội gì đấy. Cải chua, cải lấy muối đó. Cái vùng đất này thì cải vốn vùng cao thế này cho đỡ úng nước. Thì mùa này là sang mùa mưa rồi. Ở đầu này thì có cây bí. Bí này thì giống thông thường hay giống gì thì cũng không rõ nhá. Cái giống bí này thì được trồng trong cái những cái bì bảo tải như thế này này, thấy không? Phát triển rất là tốt. Ở nông thôn mình mà có những cái nhà mà có khu vườn này rất là đẹp rồi. Vừa có rau ăn, rau sạch. Vừa có bán. Nhưng ở mình thì nhát nó cũng không trồng được. Thấy không? Rau quả hoa nó nở này nó bắt đầu cho thu hoạch mọi người này. Cái loại bí này thì nó phát triển cũng rất là tốt so với cây khác. Đấy, bắt đầu lên những bông hoa như thế này. Bông quả này nhìn rất là sai. Không biết là đã thu hoạch lớp nào chưa. Đấy. Dưới sàn của nó nhá. Đấy. Đấy, đây là thu hoạch nhá, nhìn thanh niên chiến lĩnh lập nghiệp ở quê. Riêng cái quả là cao gần ba người rồi, không biết là do người thấp hay do quả dài. Đấy, loại này bứt vào nó canh như xào thì không rõ. Đây là vườn rau cải nhá, rất là nhiều này. Rau cải bí ngồi ở bí gì em bí đau nhưng mà nó leo năm. Đấy, rau cải như được khí hậu miền Nam hay hoặc là Đà Lạt chứ, thì rau thì rất là dễ chăm sóc. Còn ở mình thì mưa nắng khắc thường, khi thì nóng 40 độ C, khi thì âm không âm mười mấy độ, cho nên là thời tiết thay đổi liên tục, cho nên là trồng trọt chăn nuôi rất khó khăn. Đấy, mình sẽ vào khu chăn nuôi của anh bạn xem nhá. Đây thì cũng có một cái cây dàn bí cũng trồng trong bao tải nhá.
thì đang phát triển, chưa ra hoa quả đấy. Sản của nó đây, trồng kiểu như là ông này đang trồng thử nghiệm nhưng mà thấy phát triển rất là tốt. Bây giờ đi vào xem trang trại lớn quy mô hộ gia đình. Đây, trang trại lớn. Đấy. Đây là ô lợn mẹ. Hiện tại thì chưa có con nào sinh sản. Quay vào ô, nó cái lần thịt nó bị u nó đấy hay. Wow. Kết nổi đấy luôn. Đàn này. Đây. Bước như kiểu như bị hút đấy, đó con bị u, là lợn từ nhà sinh sản này nuôi ra luôn nhá, có thiết kế có hành lang ở giữa này, đấy nuôi lợn mới rất là sạch sẽ nhá, ở dưới này có hành lang cho nước thải nó ra này, cho nên chuồng trại rất là khô ráo nhá. Đây là mô hình cũng rất là đáng được học hỏi đấy. Đây là lợn này ăn xong nó nằm một đàn rất là đẹp. Tầm 80-90 kg rồi. Lần này một lông màu đen thì nhiều. Có lợn đẻ nhá, con đang quay gần. Trong ba con có một con sinh sản. 2, 4, 6, 8, 10. Nhiều, rất là nhiều con này. Đẹp nhiều con này. Đầy đủ hết, cả trâu bò hay. Ôi trời. Máy bộ. Đấy, vừa quay cho mình xem cái mô hình trồng rau, trồng cây ăn cỏ, rồi chăn nuôi ông khu vườn của nhà ông Dưỡng mình nhé. Đấy, chuồng trại đơn giản thế này thôi. Cái này thì làm cũng rất là nhiều tiền, tầm 30-40 triệu chưa tinh công nhé. Cái sàn mát này nghe nói là 25-30 triệu rồi, sàn mát cái mái nhà nhé. Đấy. Còn chuồng trại có thể là lên tới 20 triệu sắt công xây dựng. Đấy. Ok, chào mọi người, cảm ơn các bạn xem video của mình nhé. Và các bạn xem đăng ký kênh của mình đồng hành với kênh nhé. Đầu bò thì hôm nay thì giá nó cũng rất là thấp mà cũng đầu ra rất là khó. Okay.